cái hũ keo nè. Bữa giờ mấy ngày nay là mình không có ở không, cho nên là còn phần keo trong này nha. Nhưng mà do là mình không có làm gì quá, rồi mình để cái nắp nó hở, bây giờ keo nó cứng hết rồi. Nó cứng như là đá luôn rồi. Bây giờ không có tiện đi mua keo, cho nên là bữa nay mình sẽ làm diều. Nhưng mà mình không có dùng keo nha, mình sẽ dùng chỉ để mình cột thôi. Mình sẽ làm cái cung à, bình thường là mình sẽ dán bằng cái keo này nè, bằng cái keo gồng vàng này nè. Nhưng mà hôm nay hết keo rồi, giờ cũng làm biếng đi mua nữa, nên là mình sẽ đi làm con diều. Thông thường là mình sẽ dán keo hoặc là khâu đúng không, nhưng hôm nay mình không dán không khâu luôn, mình chỉ cột thôi. Dục bỏ đi. Đây là cái sản phẩm của mình nha mọi người. Mình cột như thế này mình cảm thấy nó còn hình như là nó dễ hơn là mình làm keo nữa mọi người. Đó, cứ giật lại lên à. Lúc trước là mấy cái con diều trước á thì mình làm á thì nó cũng bị đảo ha, nhưng mà con này mình không thấy nó đảo luôn nè. Xả dây là nó bay thôi mọi người. Không lẽ dễ dữ vậy ta?
trên là gió lớn luôn rồi đó. Nó vô trong mấy đám mây này không thấy nó. Đại không ơi. Nó qua đây mình dễ nhìn hơn nè. Ai đúng rồi nè. Nó phải như thế này, gặp gió lớn là nó sẽ bị rồi. Mới bị gớm nước lôi lên lại nha. Đây là khi mà nó bay là mình thấy cái ni lông nó không có ăn vô phần khung nè, mọi người thấy không? Tại vì mình chỉ cột đầu gánh thôi, dưới là mình cột ở phía ngoài thôi. Hình như lèo nó lệch luôn rồi. Để mình chỉnh cái lèo lại xíu. Nó bị xuống nước cái là nó bị nặng con diều luôn rồi. Nó bị ướt con diều xong rồi nó nặng. Nó bay hết đầm luôn rồi kìa. Nhưng mà được cái là nó rất là nhẹ, rất là dễ bay luôn nè. Đó, chỉ cần gió tới nó sẽ bay lên thôi. Mình chỉ việc đứng mình xả dây gì hoài nó sẽ bay hoài đó. Thì gặp gió lớn rồi mọi người, gió lớn rồi. Hai cánh nó đập rất là dữ luôn nha. Ê, đừng, 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 đừng. Ui. Lên. Mấy con diều như vậy á thì thả nó xong rồi nó hoàn thành nhiệm vụ là nó mất luôn mọi người. Lúc nãy nó rớt xuống đó, xong rồi nó rớt xuống cái vũng nước lúc ban đầu nó rớt nữa, cho nên là mình thôi không lụm lên nữa đâu. Nói chung là chỉ dùng dây chỉ á để mình cột cột những cái điểm nào mà cho nó giữ được cái ni lông lên trên bộ khung của con diều ha. Thì mấy bạn nào mà kỹ hơn, nếu kỹ hơn có thể dùng khâu vòng vòng theo cái lằn cánh nữa thì nó sẽ chắc ăn hơn nha. Mấy bạn nào mà hay có tình trạng mà không có keo hoặc là không có đủ cái vật liệu để làm á thì có thể làm thử nha, mình thấy cũng ok đó. Nói chung là vót hai cây nang cánh cho nó rồi nó bằng chút xíu là được à nha. Còn con diều của mình thì bây giờ nó nằm lại dưới đìa rồi, giờ cũng chiều chiều mọi người, diều nó cũng hoàn thành nhiệm vụ nó bay được chứ bộ. Nhưng mà có cái là lên lúc nãy lên đó, gió lớn quá nó bị chuối ha. Mấy cái loại diều nó hay bị vậy lắm, mình không cột đầu cánh là nó hay bị vậy lắm. Thôi bây giờ đi về, hẹn gặp lại mọi người nha.